Chào cô chú và anh chị, hôm nay con sẽ hướng dẫn cho mình cách cài đặt ngày giờ ha. Máy này thì mình sẽ sử dụng là 4 viên pin 2A. Mình lưu ý ha, cái đầu bằng như thế này thì mình sẽ lắp vào hướng của cái lò xo này. Khi mà đã lắp pin vào rồi thì nó sẽ hiện chớp chớp như thế này, đây là 5 ha. Mình bấm nút M để tăng bật lên, khi mình tăng quá lố thì mình cứ tiếp tục ấn ha, nó sẽ quay lại 2023. Và mình bấm nút đồng hồ này để chuyển qua tháng. Máy này của mình sẽ là tháng trước ngày sau nha cô chú. Nay là tháng 6. Bấm nút đồng hồ để chuyển qua ngày. Mình bấm nút đồng hồ để chuyển qua giờ ha. Đây là 15 giờ. Bấm nút đồng hồ để hoàn thành. Khi mà hết pin một thời gian lâu sau cô chú anh chị mới thay pin á, thì mình muốn cài đặt lại ngày giờ thì mình đè giữ nút đồng hồ này. Và mình cài lại từ đầu ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.